Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 160 năm của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 160 năm Ngược Về Minh Triều ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bây giờ tại nhà tù Bá Châu. Bên trong phòng lao tù nữ, vốn dĩ tù phạm cũng không nhiều cho lắm. Sau khi Hoàng đế Chính Đức vì muốn cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ chỉ đại xá thiên hạ, lại càng vắng hơn. Hiện giờ Vương Mãn Đường là nữ phạm duy nhất trong nhà lao này. Hai ngày qua, du kích tướng quân Giang Bân mỗi ngày đều tới ngục chung. Nó là để chất vấn xem nữ tù Vương Mãn Đường có quan hệ như thế nào với việc mưu phản. Lúc đầu, hai nữ lao đầu còn bồi tiếp đứng ở một bên. Sau đó, ngại trong ngục chung ướt át và ẩm thấp, lên lời biếng mà ở trong phòng trực cũng không phụng bồi nữa. Giờ phút này, Giang Bân chính là đại mã kim đao, đôi tay đỡ đầu gối, nghiêm chỉnh mà ngồi trên giường gỗ thấp bé. Còn đại thuận hoàng hậu Vương Mãn Đường xinh xắn, quỳ gối trước đầu gối của hắn, trán cúi hơi thấp. Một đôi môi anh đào ấp a ấp úng, cực kỳ ra sức mà làm việc. Chỉ thấy Vương Mãn Đường quỳ gối trước đầu gối của hắn. Mặc dù là ở trong ngục chung, không chút son phấn, mỹ nhân này nguyện lực cũng không giảm. Giang Bân cởi dâm kéo choàng Vương Mãn Đường ra, dưới gáy ngọc là một mảng tuyết trắng. Tại khe hở của áo, mơ hồ có thể thấy được một đôi nhũ hương như ẩn như hiện. Chỉ nghe Giang Bân nói: "Đi quá giới hạn mà xưng đế là tội lớn chém kiểu tộc kìa. Triệu Vạn Hưng khẳng định là kết cục ngũ mã phanh thây. Kể cả là nàng, nhẽ ra nàng cũng phải bước lên điểm thăng địa thiên đăng kìa. Thế nhưng bản tướng quân vì cứu nàng, chính là hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết kìa." Vương Mãn Đường vội vàng không ngừng gật đầu, má đào tràn đầy cảm kích. "Tiếp nữa, tạo phản rồi giả chết, mặc cho lòng dạ của hoàng thượng có dày rộng như thế nào đi chăng nữa thì cũng nhận cái lãnh cái án xung quân. Nàng là nữ nhi yếu đuối, nếu như bị xung quân nơi cùng khổ, khổ chịu bị người trà đạp thì lúc đó chỉ có nước sống không bằng chết kìa. Bản tướng quân lại một phen lao khổ, chi ra một số tiền lớn vì nàng mà trên dưới chuẩn bị kìa." Vương Mãn Đường hai tròng mắt sáng ngời, gật đầu tức khắc như gà con mổ thóc vậy. Giang Bân hít vào một hơi, có vẻ gấp gáp lắm, nắm lấy mái tóc của nàng, nheo hai mắt mà nói: chậm một chút đi. Ai ra, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng mút đến ôi giời ơi, linh hồn nhỏ bé của ta muốn thăng thiên đến nơi rồi đây." Bàn tay to của Giang Bân đi vào giò xét, nắm lấy một bên nhũ hương phấn nộn, kiên quyết cười nói: "Mỹ nhân à, bản quan vì ngươi hao hết tâm tư, ngươi nên như thế nào mà đền đáp ta đây? Nào, tới đây, đến mép giường nằm sấp xuống nào." Lại nói, Vương Mãn Đường chỉ là một dân phụ bình thường, về điểm này, kiến thức liệu có thể có được bao nhiêu đây? Lúc trước xưng vương xưng đế chỉ là vì lừa gạt chút ngu dân để cho bọn họ nuôi sống hai vợ chồng, căn bản là chỉ là vô tình tạo phản. Nàng nào biết cái này cũng phạm vào thiên điều, chút nữa đã phạm vào tội lớn chu di cửu tộc. Hai ngày trước bị Giang Bân dọa cho một phen, Vương Mãn Đường hồn phách phi tán. Nàng ném bỏ cái gì mà nữ tử tam trinh kiều liệt, giả như có người có thể cứu nàng ra ngoài, bảo nàng lấy thân hầu hạ thì lại tính là cái gì? Huống chi Giang Bân tuổi trẻ anh tuấn, thân ở địa vị cao, nữ nhân này càng là ngàn chịu vạn chịu. Vì muốn làm cho Giang Bân vui sướng, Vương Mãn Đường đã sử ra thủ đoạn phong lưu mà lúc trước nhóm Bá Châu Hoa Hoa đại thiếu hay chọc kẹo nàng, để mà hầu hạ Giang Bân dục tiên dục tử. Nơi đây tuy là nhà tù, liền biến thành nhã viên yên tĩnh để cho đôi gian phu dâm phụ yêu đương vụng trộm hợp gian sung sướng. Hai ba ngày công phu, Giang Bân đã cùng nàng đào nguyên bế độ hỏi thăm còn có cái gì mà ngưỡng. Bỗng pang một tiếng, Vương Mãn Đường ngẩng đầu mắt hạnh nhìn hắn liếc một cái, cười đến yêu mị ngọt ngào, lên tiếng: "Lão già, ngày hôm nay không phải không có việc gì sao? Chúng ta còn có thời gian một ngày hảo tiêu mà." Nàng vừa mới nhấc đầu, vạt áo lộ ra nửa bộ ngực trắng phao cao vút, miệng nhỏ ướt át sáng bóng, hơi hơi hồng trướng như hai cánh hoa đào, bên trên còn hơi vương một tia hương khí. Đến đây Giang Bân bụng cảm thấy một trận khô nóng, hô hấp tức khắc liền nặng nề.
Hắn càng nhẹ mắng một tiếng: "Ải da, thật là tiểu yêu tinh muốn mạng người mà." Bàn tay to của hắn nắm chặt lấy mái tóc đẹp của Vương Mãn Đường, khó dằn nổi, đem khuôn mặt kiều mị của nàng mà ấn hồi lâu dưới háng. Đang lúc Khả Hảo muốn hưởng thụ một phen, chợt nghe truyền đến tiếng dồn dập bước chân ở phía xa xa nhà tù truyền đến. Giang Bân chấn động, xót một cái, vung lên áo choàng che khuất hạ thể, trong lòng vẫn còn đập bình bịch. Sư gia tâm phúc của Phản Chi Châu là Diệp Hoài Mộng cùng hai lữ lao đầu vội vàng đi vào trong nhà lao, thấy Giang Bân ngồi ở mép giường, đôi tay ấn đầu gối, uy phong lẫm lẫm, nhìn như một thiên thần ở trên cao, lạnh giọng quát: "Các người tổ chức xương quân rốt cuộc ở phụ cận đó chiêu nạp nhiều ít cả thảy bao nhiêu binh mã, có bao nhiêu người đầu nhập vào chỗ các người đây?" Vương Mãn Đường quỳ gối trước đầu gối của hắn, hung hăng lời nói nhỏ nhẹ, cũng không biết là âm mưu cái gì. Diệp sư gia nhìn mà không thể hiểu được, bất quá cũng chỉ là một trò đùa của một lũ ngu dân mà thôi. Ý chỉ của triều đình đã sớm hạ xuống, Phan Chi Châu cũng không có phóng thích Vương Mãn Đường ngay, vì nàng chính là thê tử của thủ phạm chính, là Đại Thuận Hoàng Hậu Quốc. Nếu như chưa công khai tuyên án tử hình Triệu Vạn Hưng thì cũng đã đem một nữ chúng văn võ mà xung quân biên tái. Nếu đem nữ nhân này thả đi ra, chỉ sợ dân gian lại gặp phải rất nhiều đồn đãi. Muốn truy những phạm nhân còn lại cũng phải đi tìm người mà tìm hiểu tin tức, vì vậy lúc này mới vẫn áp nàng tại ngục. Chuyện này người của nha môn không người nào không biết, Giang Bân thân là du kích tướng quân cũng không có khả năng một chút cũng không nghe ngóng, mà hắn lại chạy tới hỏi cung nữ tử tù, còn tưởng từ trên người nữ nhân này moi được ra cái gì hay sao. Diệp sư gia khóe miệng khinh miệt nhích lên, khinh thường một hơi, dưng giọng mà nói: Giang đại nhân, Chi Châu đại nhân thỉnh ngươi nhanh tới phủ nha kìa." "Hả?" Giang Bân làm bộ dáng giống như vừa mới chú ý tới là có người tới vậy, vội thay một bộ dáng tươi cười hớn hở nói: Diệp sư gia, đại nhân tìm ta có cái chuyện gì quan trọng vậy?" Diệp sư gia lên tiếng: "Giang đại nhân, ngài mau đến đi. Cố An có dân biến, phá hủy tư thuế lại, đem trấn thủ nơi đó là chính công công vây kín trong tân trang rồi, đang chờ đại nhân ngài lãnh binh cứu người kia kìa." Giang Bân vừa nghe liền vui mừng khôn xiết, cười đến không khép miệng lại được. Chuyện này là thật sao? Quả nhiên đã động thủ rồi, chuyến này công lao lớn đoạt được dễ như trở bàn tay rồi. Giang Bân hưng phấn trà sắt tay, cười ha ha mà nói: Mấy tiểu dân tắc loạn thì có cái gì mà sợ, bản quan lập tức mang binh đem đi cứu ra trên công công kìa." Diệp Hoài Mộng thấy hắn vui vẻ không thôi, trong lòng còn đang kỳ quái, nghe xong lời này lúc này mới giải thích được sự khó hiểu. Nguyên lai là vị tướng quân này bởi vì có cơ hội biểu hiện ở trước mặt trên công công mới vui vẻ như vậy. Hắn vội vàng nói: Đúng vậy đại nhân, Chi Châu đại nhân đang như hỏa thiêu ở trong phòng nha đợi ngài, ngài mau đến đi." Giang Bân chưa đã thèm mà nhìn chằm chằm mắt môi và khuôn mặt má đào Vương Mãn Đường, hắc hắc cười nói: Yên tâm, bản quan lên điểm tể binh mã sát bốn tân trang thẳng đảo Hoàng Long, thất tiến thất xuất. Lại nói lúc bấy giờ, Trương Trung một đường chạy trốn, ba tánh Cố An cắt cao theo đuôi Trương Công Công không bỏ. Trương Công Công một đường chạy trốn đến tân trang này, ngồi trong hậu đường phía trên, nghe được tiếng tóa mạ, tiếng vang đập thông thông không dứt, mỗi một chút một đều tựa như đập vào trong lòng của hắn, gõ đến hắn phải hãi hùng khiếp vía. Đó là chính là bá tánh phẫn nộ ném gạch đá, rồi thì thanh âm tiếng ngói bị đập. Trương Trung chưa bao giờ nghĩ đến bá tánh Cố An luôn ôn thuần như cửu kia cũng có lúc hung hãn như vậy. Nhớ tới thuế lại mà Ôn Cửu cùng bá tánh Cố An kết oán quá sâu, hắn bị quốc sản sắt phanh thây huyết tinh tứ phía ngay tại chỗ. Trương Trung sợ tới mức hàm răng khanh khách va vào nhau. Hắn thẳng đến trốn đến tân trang của đại phú thân kiêm bảo giáp mới của trong phủ, đem đại môn dày nặng kia mà đóng lại. Mặc dù nhóm thuế lại cầm đao bỏ lên trên thang bảo vệ tường cao đến 1-7-8, Trương Trung trên mặt vẫn là không hề có tí huyết sắc nào cả. Các bá tánh vây quanh tân gia đại viện, mọi nơi đánh trống ra hò, tiếng động đinh tai nhức óc, đại môn bị chụp đến rung trời. Thấy tình hình vậy, tân trang chủ trong phủ cũng là một mảnh hoảng loạn, phụ nhân hài tử gào khóc lớn. Tân trang chủ trong lòng hối hận, không nên đem cái tai họa này tiếp vào cửa tới mới đúng. Hắn cũng là nhất thời ma xui quỷ khiến tính toán. Bá tính Cố An chỉ với lòng căm phẫn, chung quy khó cùng triều đình đối kháng. Tuy rằng nay Trương Công Công chật vật, lại không ai có thể lay động được địa vị trước hoàng thượng của hắn. Nếu như hắn cứu Trương Công Công thì Trương Công Công liền thiếu hắn một phần nhân tình. Nếu là cùng với Trương Lột Gia leo thang quan hệ, chính mình ở Bá Châu đã có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ai ngờ tận đến đêm tới, bá tánh hãy còn không chịu lùi bước.
có chút bá tánh bó rơm bó dạ, bật lửa, ném vào viện. Tân trang chủ kêu khổ không ngừng, đành phải chỉ huy trang đinh không ngừng đập dập tắt lửa. Bên ngoài thỉnh thoảng còn có gạch đá ném vứt vào. Chúng đến người nào thì tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết vang lên. Toàn bộ Tân gia đại viện bị ném đến chứng khí mù mịt. Một nhóm thứ lại canh giữ ở đại môn cùng khắp nơi trên từng viện. Lý Ban đầu lĩnh, Cố An huyện giúp nha dịch canh giữ ở nhị môn. Trương Trung tránh vào Tân gia hậu trạch, nơi nữ quyến của Tân trang chủ cư trú. Tay trái của hắn lôi kéo Kiều Chi huyện mập mạp, tay phải lôi kéo quản gia Tâm Phúc Khẩn Bính. Hắn kinh hoàng thất thố mà nói: "Làm sao bây giờ? Nhà ta nên làm cái gì bây giờ? Cái lũ lưu dân đó thật to gan lớn mật mà, phản rồi, tất cả đều phản cả rồi." Kiều Chi huyện vội an ủi nói: "Hạ quan minh bạch." Hàn Bính trên cơ mặt liên tiếp run rẩy, chính mắt thấy Mạc Đơn Cửu bị mấy cái quốc chim phân thây trong khoảnh khắc, cảnh phân thây mãnh liệt kích thích đến bây giờ hắn còn không có bình phục được. Lúc bấy giờ trên công đường, Mạc Đơn Cửu là ác quan của Cố An, dân chúng Cố An vốn dĩ hận nhất là hắn. Bọn họ một hơi đẩy ngã lính và cổng quan phủ, rồi lại thấy Mạc Đơn Cửu đang lúc đem hoa thôi quan đẩy đến mình đầy thương tích, thù mới hận cũ hội tụ với nhau. Mạc Đơn Cửu đứng mũi chịu sào, đang sống sờ sờ mà bị đánh chết. Trương Trung cũng đúng vào lúc này mới có cơ hội để mà thoát thân. Hàn Bính một phen kéo Kiều Chi huyện cũng không còn trên dưới tôn ti gì cả mà giống lớn: "Đừng con mẹ nó là minh bạch cái gì? Người minh bạch cái gì đây? Bạo dân là dân Cố An huyện, người là huyện lệnh Cố An, là quan phủ mẫu của bọn họ. Người nhanh tìm biện pháp đi. Người cứu không được Trương Công Công, liền chém cả ngươi, cả nhà ngươi cũng bị chém kìa." Hạ quan minh Kiều Ngữ Thụ dừng lại một chút, vẻ mặt đau khổ nói: Chúng ta tiến tới Tân Trang, hạ quan đã phái người ngầm chạy tới Chi Châu đại nhân cầu cứu rồi, mà cách thời điểm đến đây cũng không xa, chỉ cần chúng ta lại cố thủ một lát, hạ quan phòng trưng Chi Châu đại nhân đã mang cứu binh tới rồi." Trương Trung vừa nghe tức khắc nghe lòng. Phan Mạch Ly là bạn bè tốt của hắn, cũng có thể nói là cùng Trương Công Công hắn sử dụng chung một cái lỗ chó mà chui ra. Xưa nay có vẻ đạo mạo, kỳ thực cùng hắn một tên mặt đỏ, một tên mặt trắng. Cả hai cùng tương ứng đem thiên hạ Bá Châu biến thành gia viên của bọn họ. Hắn yêu cầu mượn dùng quyền lực của Phan Chi Châu càng muốn định bợ hắn, củng cố địa vị. Chính mình nếu là nghe nói hắn xảy ra chuyện, Phan Chi Châu nhất định không tiếc lực lập tức điều khiển người tới cứu viện. Vừa nghe nói có cứu binh, Trương Trung lập tức tinh thần buông xuống, tỉnh táo lại, khôi phục biểu tình phi dương ngưng ảnh. Đầu ngón tay của hắn điểm chóp mũi Chi huyện đầu gỗ Kiều Ngữ Thụ mà giận dữ hét lên: "Ngươi là Cố An Chi huyện, ngươi chị an không nghiêm, ngươi tham lam trái pháp luật, ngươi hôn hội vô năng, ngươi không làm tròn trách nhiệm vô vi, là ngươi khiến cho trận này bạo loạn xảy ra kìa. Ngươi muốn bỏ toàn bộ trách nhiệm hay sao? Nhà ta phải hướng Lưu Công Công buộc tội ngươi, bãi quan ngươi, trị tội ngươi. Không giết ngươi không thể bình dân được, không thể giảm đi phẫn uất trong lòng của ta được." Hàn Bính tiếp lời mà nói: "Công công, những dân chúng phẫn nộ đó đồng dạng nên giết cả." Trương Trung âm âm cười âm hiểm, thầm nghĩ: "Những bạo dân đó tự nhiên là phải giết rồi, bất quá nhất thời lại không vội. Chỉ cần mình vẫn cứ trấn thủ Bá Châu, có rất nhiều cơ hội tìm bọn chúng tính sổ sau vậy. Chỉ cần mình vẫn cứ trấn thủ thôi, dao cùn chậm rãi mà cắt, để cho bọn hắn hiểu được lão tử lợi hại ra sao. Khi xong việc rồi, lại tìm một người chịu tội thay là được." Hắn từ triều đình tới, biết việc kích khởi dân biến là đại sự bậc gì. Luật lệ của triều đình đối với dân biến là thập phần coi trọng. Hơn nữa, nơi đây gần với trọng địa Kinh Sư, lại không phải nơi xuyên quý man di tụ tập, thập phần bình an. Nếu đột nhiên phát sinh dân biến, triều đình tất nhiên sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm. Vừa nghe nói chính mình có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh, Trương Trung lập tức nổi lên tâm tư. Trong mắt của hắn, Kiều Chi huyện biến thành một con cừu mị mị kêu, mà con cừu chỉ thế tội này thật đúng là béo. Kiều Ngữ Thụ một bộ béo kịch, mặt trướng lên thành màu cà tím. Hắn tuy rằng tầm thường vô vi, thế nhưng cũng chính là không ngu. Nhìn tâm tư và nhìn dáng vẻ của Trương Trung, hiểu rõ con người này đây rõ ràng là kế vu oan, còn nhìn không ra hay sao? Trương Trung thật muốn đem tội đẩy ở trên người của hắn. Trong triều ai chịu nghe hắn phân trần đây? Làm quan bất nhân kích khởi dân biến, đó là muốn xét nhà chém đầu chứ chẳng chơi. Kiều Chi huyện tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, tay chân lạnh lẽo, tưởng hắn sẽ lại mở miệng nói câu cầu xin, thân mình mập mạp dường như thở gấp, lại một chữ cũng không nói lên lời.
Sớm biết như thế còn không bằng làm các ba tánh làm thịt tên Cẩu Thiến này cho rồi. Kiều Chi Huyện run run một thân thịt mỡ, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cái ý niệm này. Đúng lúc này, một thứ lại hưng phấn chạy tiến vào, thở hổn hển mà hô: "Công công, việc lớn công tốt rồi. Không 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 không, là tin tức tốt, tin tức tốt. Cứu binh Bá Châu tới rồi." Trương Trung vừa nghe, vèo một cái từ trên ghế trên bắn lên hưng phấn mà nói: "Cứu binh tới rồi sao? Có bao nhiêu người? Tới nơi nào rồi?" Tên thiếu lại kia nói: Tiểu nhân đứng ở cửa, đang tính lên cự địch, nhìn thấy một chuỗi ánh lửa như một con hỏa long đang vào trong thôn. Có quan binh hô lớn: Bá Châu du kích tướng quân Giang đại nhân đến, muốn các ba tánh buông vũ khí, tức tốc lui sang một bên, nhân số cũng không biết nhiều ít thế nào á." Trương Trung ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ba tánh rối loạn, nhiều lắm bất quá 3.000 người, mà đuổi theo hắn không quá một nửa. Bá Châu du kích tướng quân dưới trướng không ngừng thêm quân, hơn nữa đó là quân đội chính quy. Khi Chu Đức An thống lĩnh chi quân đội này, chính là một chi đội ngũ kiêu dũng thiện chiến, đóng quân tại Bá Châu. Đối phó với 1.000 người cầm quốc mộc, bổng hoa màu, có cái gì mà khó?" Trương Trung hưng phấn nói: "Mau mau, đỡ nhà ta đi ra ngoài nhìn một cái xem. Nhà ta nhất định phải nói rằng du kích trừng phạt thật mạnh cái lũ điêu dân này." Trương Trung được Hàn Bính cùng thứ lại kia nâng đỡ, vội vàng đi ra. Kiều Chi Huyện thì lại đứng ngây ngốc nguyên tại chỗ. Cứu binh đã tới, tự nhiên là tin tức tốt, chính là Trương Trung, cái tên hỗn đản này, nói rõ muốn bắt hắn gánh trách nhiệm, làm hắn gánh đại trách nhiệm. Hôm nay vẽ quan ư, chỉ sợ chém đầu là cũng có thể. Hắn phải làm sao bây giờ? Kiều Chi Huyện nghĩ đến đây, thật là khóc không ra nước mắt. Lý Văn Đầu thấy đại nhân nhà mình trước sau không có ra tới cửa, liền dẫn mấy nha sai tiến vào. Kiều Chi Huyện lúc này mới thất hồn lạc phách, được bọn họ đỡ đi ra ngoài. Lại nói, ba tánh Cố An một đường đuổi giết Trương Lột Gia cùng với nhóm thứ lại đến Tân Gia Trang lâu như vậy, cỗ nhuệ khí kia đã yếu đi. Hơn nữa bọn họ tuy kích khởi lòng căm phẫn, thế nhưng chỉ trong nhất thời bùng phát lên. Bọn họ chỉ có ý định giết hết đám thiếu lại vô lương này thôi, rốt cuộc cũng không có ý tưởng bỏ đi gia nghiệp mà tạo phản triều đình. Thấy một đội kiện kỵ quan binh đằng đằng sát khí đánh sâu vào trong thôn trang, các ba tánh đánh trống reo hò, thanh âm tức khắc yếu đi nhiều. Ba tánh vây quanh đại môn cố nhiên đã lui sang hai bên, tránh ra một con đường. Hơn 40 binh lính cưỡi đại mã ngẩng cao đầu như một trận gió cuốn đến trước cửa. Có một tên lính không có ai ra gì mà quát lớn: "Bá Châu du kích Giang đại nhân vâng mệnh bảo hộ Trương công công, bên trong lập tức mau mau mở cửa." Một tên thứ lại nơm nớp lo sợ đứng. Một tên lính ở trong đó tay giơ cao cây đuốc, một tay dẫn theo cương ngựa, cao giọng khiển trách một tiếng. Ở bên trái hắn, một tướng quân toàn thân mặc giáp trụ chậm rãi bước đến trước hai con hỏa long ở giữa cửa, hơi hơi ngẩng đầu lên tiếng: "Bổn quan Giang Bân, Trương công công an nhiên, không có việc gì đấy chứ?" Tên thiếu lại kia nhìn người này, một thân khôi giáp được cánh đuốc so đến sáng lấp lánh, sau vai lộ ra chuôi của hai thanh đao thật dài, mũ giáp che khuất thân phân nửa mặt hắn, chỉ để lộ ra một đôi mắt đằng đằng sát khí. Tua mũ bên trên ở trong gió đêm thình thịch mà thẳng tắp, thoạt nhìn thật là oai phong lẫm liệt, nghĩ đến chính là vị du kích tướng quân mới đến nhậm chức kia. Tên thiếu lại thấp người nói nhỏ vài câu, phía trên mái hiên lại thò đầu một người nữa ra, nói bằng cái giọng Việt đực chua hơn giấm: "Ở phía dưới là du kích tướng quân Giang đại nhân sao? Nhà ta chính là Trưng Trung, nhân mã của ngươi đến bao nhiêu rồi? Như thế nào không đem bọn dân mà đuổi đi đi?" "Nguyên lan là Trương công công." Tướng quân kia lập tức chắp tay mà nói: "Xin thứ cho mặt tướng giáp trụ trong người không thể hoàn lễ. Mặt tướng nghe nói công công bị tập kích, lập tức chỉ huy tới cứu. Tí trước đang trong phủ xe nha, trước mang thân binh đuổi tới, đại quân theo sau liền đến ngay. Công công xin hãy hào hào yên tâm, mặt tướng một thân võ nghệ, ở bên trong thiên quân vạn mã thất tử cũng đã xông vào giết đến tơi bời hoa lá rồi bình an mà trở ra. Phải bảo vệ công công an toàn, có gì mà khó đây?" Kính thưa các bạn, từ đầu đến giờ là hai chương thiếu, đâu cũng phải đến ba chương đấy, ba chương thiếu ở các trang truyện nó không có, thì mình cũng phải vừa dịch bằng Hán Việt sang để mình đọc, mình nghe nó hơi không được xuôi lắm bằng các editor chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần tiếp của câu chuyện. Y khinh miệt nhìn hai bên một chút, song đao ở trong tay quét đất một tiếng, ở trong bóng đêm chiếu ra hai thanh hàn quang hình cung thê lãnh. Hắn lạnh lùng cười nói: "Công công cứ việc mở cửa, quốc công gia và Chi Châu đại nhân đã phân phó rồi, cố gắng không được sát thương dân chúng, cho nên mặt tướng không cưỡng ép đuổi dân chúng đi,
Nhưng nếu như mà tướng hộ tống công công rời đi, còn có người nào mà quấy rầy sinh sứ, vậy thì giết ngay không bàn. Giang Bân vung song đao lên, chấn thanh mà hét lớn: Bổn tướng quân địch vạn người, một đám gà đất chó cánh, ai có thể là địch thủ của ta đấy? Giang Bân ngạo nghễ nhìn chung quanh, trong đêm lạnh chỉ thấy cây đúc đón gió bay phấp phới, ở giữa có một vị tướng quân song đao tung hoành, sát khí đầy đồng, ngoài ra lại càng không một tiếng động. Trương Trung vừa thấy uy phong như vậy, không khỏi mặt mày hớn hở. Trương Trung vội vàng từ trên cây thang bỏ xuống, xé cổ họng mà nói: Mau, mau mở cửa, để cho Giang Du Kích bảo hộ chúng ta về thành Bá Châu nào. Lý Văn Đầu vội vàng chạy lên trước, vẻ mặt đau khổ mà nói: Công công, vậy đại nhân của chúng tôi thì làm sao bây giờ? Trương Trung chừng mắt nhìn y nói: Đại nhân của các ngươi sao? Cút về cố an đợi phán xử đi. Trương Trung vung tay áo, cửa chính chậm chậm liền được kéo ra. Hắn ở dưới sự bảo vệ của mấy tên thân tín Hàn Bính thoát ra bên ngoài. Giang Bân hô giết một tiếng, song đao trả về bao. Sau đó xoay người nhấc Trương Trung lên ngựa. Công công chịu khổ rồi, lại cưỡi chung ngựa với mặt tướng. Chúng ta trở về thành Bá Châu rồi nói sau vậy. Trương Trung không ngừng nói: Được, được, không sao, không sao. Xe kẹo kia đã bị loạn dân đập hư rồi, cũng không thể ngồi được nữa. Tướng quân mau mau hộ tống ta về thành. Mấy tên giáo úy quan quân khác cũng để mấy người thân tín của Trương Trung từng người leo lên trên ngựa. Đúng lúc này, trong đám người có tiếng hô to: Bà con, Trương Tiêu Bì trở về Bá Châu, tất sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nhất định sẽ dẫn đại quân huyết tẩy của An đây, không thể bỏ qua cho gã được. Trương Trung không chết, Bá Châu không yên được đâu. Giết lão cẩu, thiên hạ thái bình. Giết! Nói xong, trong bóng đêm một viên gạch bay ra, tam một tiếng, làm mũ giáp của Giang Bân lệch đi. Mặc dù là sớm trao đổi qua, Giang Bân vẫn là giật mình. Tiền sư bằng ngoại nhà nó chứ, Mục Kính cái tên tú tài này, chuyện này tìm ai mà tính sổ đây? Gạch ném còn rất chuẩn, người không đánh ngựa thì đánh Trương Trung đây kìa. Người đánh ngất lão tử thì vở diễn này sẽ không cách nào hát tiếp được nữa rồi. Mũ giáp bị nghiêng, Giang Bân kêu to một tiếng: Không hay, bổn tướng trúng ám khí, đi mau, đi mau. Nói xong hai lời liền thôi rung dây cương, chiến mã bốn vó tung bay trốn vào đồng hoang. Tiếng lòng sảng pang pang, mọi người tập trung mà nhìn chỗ Giang Du Kích đứng. Ban đầu chỉ có đỉnh đầu mũ sắt lảo đảo ở chân đất, cách đó không xa còn có nửa cầu gạch. Đại tướng quân đã chạy thoát bóng dáng cũng không nhìn thấy đâu nữa. Kiều Chi Huyện vừa đi ra khỏi cửa chính, nhìn thấy đại tướng quân vừa rồi khí phách mười phần mà phải chịu một viên gạch, liền đã sợ tới mức như con cháu họ rùa bỏ trốn mất dạng, không khỏi phải nhìn thẳng. Lý Ban Đầu thấy tình thế không ổn, cuống quýt kéo lấy gã, xoay người quay trở lại chạy. Một bên chạy, một bên liền hô: Mau mau mau, đóng cửa lại. Đám dân chúng vừa thấy tình hình như vậy, dũng khí phút chốc liền hùng mạnh. Gạch viên như mưa bão ập tới, mấy chục tên lính lập tức học theo, theo sau Giang Bân mà phóng ngựa liền trốn. Có mấy tên thiếu lại còn chưa ngồi vững lại kêu thảm mà té ngựa, bị dân chúng chen chúc xông lên, trong khoảnh khắc đập nát thành bùn lầy. Kiều Chi Huyện và vài tên xanh nha đang bận giữ cửa, thấy tình hình này sợ tới mức tay chân nhũn ra. Hai cánh cửa chính ngây ra nửa ngày cũng không có đóng lại được. May mắn khắp nơi không ngừng vang lên tiếng giết: Trường Trung không chết, Bá Châu không yên, giết lão cẩu, thiên hạ thái bình. Những dân chúng tâm trí đơn thuần bị kích động này, trong mắt chỉ có Trương Tiêu Bì và một đám thứ lại, còn bọn Kiều Chi Huyện mới thuận lợi đóng chặt cửa chính lại được. Kiều Chi Huyện và đám người Lý Văn Đầu khiêng cửa nặng. Lý Văn Đầu tức giận oán trách mà nói: Dù Kích tướng quân cái chó má gì chứ, căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, còn mẹ nó chứ, chỉ được có cái miệng, bị cục gạch dọa cho sợ hãi liền té ra quần mà chạy rồi. Lúc bấy giờ tân trang chủ hứng chí mãnh liệt vì đã tiễn đưa được côn thần ra khỏi cửa nên cũng không biết nói gì. Quan văn tham tiền, võ tướng sợ chết, Bá Châu đây đều là quan lại kiểu gì vậy đây? Kiều Chi Huyện căn bản không để ý tới bọn họ, gã vảnh mông lớn lên như heo mẹ, nhanh ghé vào khe cửa vội vàng nhìn bên ngoài. Ngoài cửa, nhóm đông dân chúng một bên hô lớn Trương Trung không chết, Bá Châu không yên, và một bên giơ cao cây đuốc theo dấu đám người Giang Bân rời đi, căn bản không ai quay đầu lại liếc gã lấy một cái. Kiều Chi Huyện trong lòng liền nghĩ: Những dân chúng này rất nhiều người cũng ngồi ngựa và lừa đấy thôi. Dân chúng Bá Châu mã kỵ thuật kỹ, cưỡi ngựa lại tốt, chỉ mong bọn họ đuổi kịp Trương Tiêu Bì kia. Ta đã tính kỹ rồi, tính kỹ rồi. Cái tên khốn kiếp này nếu chết, nó không chừng ta cũng cùng lắm chỉ bị bãi quan.
nếu gã còn sống, tất cả tội nghiệp đều sẽ do ta gánh vác kìa. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, người hãy phù hộ Trương Công Công, gã bị người ta đánh chết đi. Kiều Chi Huyện cầu thần bái Phật, lần này mới cuống lên ôm chân Phật, không ngờ lại linh nghiệm. Gã chân trúc ngồi trên ghế mũ quan, một thân thịt béo cũng đè lên, bụng căng tròn, đem con chim nhỏ trên y phục kia trông đến rõ ràng. Người trong nhà dựa theo chỉ bảo của gã đang thu thập gia sản châu báu. Kiều Ngữ Thụ mặt mày nhăn nhó nhìn, không nhịn được mà thở dài. Chi Châu đại nhân triệu tập các huyện chấn, quan viên nghị sự, tội của mình nhất định là trốn không thoát. Quan thì không làm được rồi, trước hết để cho người trong nhà đem của cải thu thập xong, đóng gói đưa về quê nhà thôi. Các vụ bê bối của huyện chấn, quan viên, gã nhiều ít cũng biết một số. Gã tính trước, nếu như Trương Tiêu Bì chết đi, nếu dùng việc này mà áp chế, Chi Châu đại nhân cũng không dám đem tội toàn bộ đặt lên đầu của hắn. Kiều Chi Huyện như Phật Di Lặc ngồi trên ghế, than thở, sầu não. Lý Văn Đầu vội vàng chạy tiến vào, kinh ngạc nhìn người nhà Kiều Phủ bận rộn, sau đó thi lễ với Kiều Chi Huyện nói: Đại nhân, Hoa đại nhân xin cầu kiến. Sao, Hoa Ngọc ư? Kiều Chi Huyện bề hoài ngẩng đầu lên. Y không phải ở nhà dưỡng thương chờ nghe thẩm vấn tội đó hay sao? Y tới gặp bản quan làm gì đây? Ta bị y hại còn chưa đủ thảm hay sao? Lý Ban Đầu lúng ta lúng túng, khó nói lên lời. Kiều Chi Huyện hừ một tiếng, khoát tay mà nói: Gọi y vào đi. Lý Ban Đầu như được đại xá, vội vàng liền lui ra. Trong chốc lát chỉ thấy Hoa Thư Quan bị hai Đinh Dũng xách tiến vào sảnh. Kiều Chi Huyện hai tay ôm bụng, cũng không có đứng dậy đón chào. Hắn chỉ là cười khổ nói: Hoa đại nhân, bổn huyện học hành vất vả 20 năm mới có được chức thất phẩm quan nhỏ như vậy, mà đến nay tiền đồ của bổn huyện tất cả đều hủy trong tay của ngươi rồi. Hoa Thư Quan nằm trên ván gỗ, hắn cười khan mà nói: Huyện thái gia, bản quan cũng là vì dân chúng địa phương, vì luật pháp triều đình mà thôi. Có điều đã làm liên lụy đến đại nhân ngài rồi, bản quan trong lòng thực bất an, nằm trong nhà vắt óc suy nghĩ thật lâu, đã nghĩ ra được biện pháp có lẽ có thể giúp đại nhân ngài biến nguy thành an kìa. Đại nhân có đồng ý nghe ta nói hay không? Kiều Chi Huyện vừa nghe lập tức tinh thần phấn chấn, giống như quả bóng từ trong ghế nhảy lên, vui vẻ ra mặt mà nói: Được, đó là đương nhiên. Không biết Hoa đại nhân mau mang Hoa đại nhân đến thư phòng của bổn huyện dâng trà, mau dâng trà. Lại nói lúc bấy giờ Phan Chi Châu ngây ra như phỗng, ngồi ở trên ghế đã gần nửa canh giờ không có nói chuyện. Quan viên lớn nhỏ Chi Huyện Bá Châu tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều không nói một lời. Kiều Chi Huyện rõ ràng giống như không có việc gì nhìn xung quanh cùng nhìn lại hắn, trong lòng hết sức tức giận. Kỳ thực Kiều Chi Huyện thật muốn làm ra một bộ mặt bi phẫn yêu thương để tranh thủ chúng quan viên thông cảm cho mình, chỉ tiếc rằng mặt của gã thật sự rất béo, quá nhiều thịt. Khi gật đầu nói dạ, thịt béo trên mặt và cằm đồng loạt run, nhìn thì rất có thành ý. Nếu như làm ra vẻ mặt bi phẫn, độ khó thật sự là quá lớn. Cặp mắt kia chừng đến độ hơi biến dạng, thịt béo trên mặt gã vẫn là rũ cụp lấy, không có chút thay đổi nào cả. Giang Bân phẫn nộ ngồi trên ghế bên cạnh Phản Chi Châu, trên cổ cuốn khăn thương tích, cánh tay treo lên, một chân nẹp cặp, cũng không biết bị thương nặng bao nhiêu, chỉ là giọng của y đổ vang dội, thanh âm chấn động mái nhà. Y đang lặp lại những lời mà Phản Chi Châu đã nghe 800 lần, nước bọt bay tứ tán. Vừa nghe Chi Châu đại nhân dặn dò, mặt tướng tập hợp đủ 3.000 quân mã, vội tiến Tân Trang, trong lòng cấp bách, dẫn mấy chục thân binh nhanh như điện chớp, gió thổi, dẫn đầu xông vào Tân Trang. Một đám lưu dân ư, nhiều người hơn nữa, bọn họ dám chống đối quan binh ư? Nhớ ngày đó, ở dịch trạm Kê Minh, bản tướng quân dẫn 200-300 quân tốt, chống chọi được với 3.000 quân thiết kỵ tấn công Thát Đát kìa. Đây cũng không phải là nói quá, bây giờ Uy Quốc công gia có thể vì bổn tướng mà làm chứng. Giang Bân nắm ấm tràn lên, liền tu ở ngực mấy hấp lớn, quệt quệt mồm rồi nói: Ta nói cho các người biết, bản tướng quân đơn đao mà đi gặp, thật đúng là đem bọn họ chấn trụ. Mắt thấy ta nghênh ngang đón Trương Công Công đi ra, liền không một ai dám tiến lên cả. Nhưng ai biết cái tên nào đó lại không có đầu óc, bỗng nhiên ném một cục gạch, làm lệch mũ giáp của bản tướng quân. Trong cuộc chiến, chỉ cần một người đánh chính là một khí thế rồi, mà đã có khí thế thì chó cũng thay đổi thành hổ. Không có khí thế, thiên quân vạn mã liền tùy ý cho ngươi chém giết kìa. Chớ có coi thường cái viên gạch này. Đám mạo dân lập tức rầm rĩ đứng lên, bảo vệ Trương Công Công quan trọng hơn đúng không nào? Ta không thể nhận biết giống như bọn họ được.
cấp bách nặng nhẹ gì, còn phân không rõ hay sao? Thấy tình thế không ổn, bổn tướng liền dẫn theo trên công công phi ngựa nước kiệu mà chạy trốn kìa. Cái tiền sư bà ngoại nói chứ, ta chỗ nào biết dân chúng Bá Châu lại mỗi người một ngựa. Ngựa của ta căn bản là vừa mới lặn lội đường xa mà đến, rồi lại một mình chở hai người, có thể trốn thoát được bọn họ hay sao? Bản tướng quân thật là thê thảm. Các người nhìn xem đầu của ta này, tay của ta này, chân ta này, ai dô, đau chết ta mất thôi. Phan Chi Châu cười gượng hai tiếng nói: Phong thái dân chúng Bá Châu luôn luôn dũng mãnh, hơn nữa đám dân chúng phần lớn là tinh thông võ nghệ và thuật cưỡi ngựa. Giang đại nhân xuất ruột cứu người, thân lâm trốn địch, Giang đại nhân chịu khổ rồi. Người đâu, mau đỡ Giang đại nhân hồi phủ dưỡng thương nghỉ ngơi đi nào. Ây, ta còn chưa có nói xong mà. Những tên điêu dân này cũng không biết Trương Công Công là có thâm cừu đại hận gì cả. Đuổi theo bọn ta không đầu không cuối, liền kéo lấy Trương Công Công và mấy tên thuế lại mà đánh đập. Bọn họ vốn là không dám động đến ta mà. Bản tướng quân liều mình bảo vệ Trương Công Công, chọc giận bọn họ mới bị đánh thành ra cái bộ dạng này này. Lúc đó ta ngất đi rồi, nhìn thấy quản gia của Trương Công Công, cái tên gì Hàn Bính gì gì đó, bị một cuốc bổ đôi đầu, máu tươi óc não đủ màu sắc cả. Đáng tiếc bổn tướng quân thân mình còn lo không xong. Hey, dòng bơi nước cạn bị tôm đùa giỡn mà. Hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh. Giang Bân là nhảy nói không ngừng, bị hai tên nha sai cưỡng ép đỡ ra bên ngoài, ra cửa mà hắn vẫn còn cố gân cổ lên mà hô: Chuyện này vẫn chưa xong mà. Chí Châu đại nhân, đợi bổn tướng dưỡng thương xong rồi, ta nhất định sẽ đòi lại trận này. Ai không có ngày thất thế chứ, đợi khi lấy lại khí thế rồi sẽ có ngày rồng gặp nước thôi. Ta muốn nước Trường Giang chảy ngược, ta muốn nhuộm máu nửa bầu trời kia. Hey, ta không nói xong đâu, ta không có nói xong đâu. Phan Chi Châu gán mắt nhíu nhíu mày, quát lên: Đóng cửa lớn lại. Ầm một tiếng, cửa phòng đóng khép. Phan Chi Châu nhìn các phủ trấn quan viên Bá Châu yên vị trái phải, suy sụp mà ngồi xuống nói: Chư vị, tình hình cơ bản chính là như vậy. Trong lúc hỗn loạn là do ai động thủ cũng chả không rõ. Nhóm bạo dân loạn đánh đám người Trương Công Công tứ chi tàn nát, hoàn toàn không nhận ra được diện mạo, sau đó lập tức liền giải tán. Muốn tìm hung thủ cũng không tìm được. Các ngươi xem, nên làm như thế nào mới được đây? Bá Châu Đồng Chi Quế Đa nói: Phản đại nhân, dân chúng Bá Châu biến loạn, đánh chết thái giám chấn thủ, chuyện này không thể che giấu được nữa rồi, nhất định phải bẩm báo lên triều đình. Huống chi Uy Quốc Công đang ở Bá Châu, việc này sớm đã nghe qua. Khi hắn hồi kinh lật chế, tất nhiên sẽ nhắc đến việc này với Hoàng thượng. Trương Công Công, người thì đã chết rồi. Đại nhân ngài phải nghĩ ra biện pháp hay, nếu không cái đám nhiễu loạn này, ai cũng đảm đương không nổi. Chúng quan viên rất đồng tình, liên tục gật đầu đồng ý. Thông phán Tề Long Vũ nói: Theo hạ quan điều tra, nguyên nhân sự tình gây ra là do Trương Công Công trừng trị thôi quan Hoa Ngọc Cố An tham lam trái pháp luật kìa. Cố An huyện chư sinh bục kính tụ tập chúng sinh đi gây rối, lúc này mới thu hút rất nhiều điêu dân, đến nỗi tình thế không thể vãn hồi. Hạ quan cho rằng, ứng với đám người bục kính hỏi tội, dưới có thể trấn dân chúng, trên cũng có thể một lời giải thích với triều đình. Cố An huyện lệnh Kiều Ngư Thụ chen miệng nói vào: Khó à, Chi Châu đại nhân, trừ vị đồng liêu, thôi quan Hoa Ngọc kia lại vẫn chưa chết đi, hiện giờ đang ở nhà dưỡng thương. Nghe nói Trương Công Công ở Cố An siêu cao thuế nặng, chen chúc ép dân chúng chuyện y sớm cấp tuần sát ngự sử lên điều trần. Sau khi việc này phát sinh, y lại vượt cấp cho ngự sử đài trình báo điều trần. Nếu như triều đình thật muốn nghiêm khắc truy tra xuống dưới thì... Trừ sinh của Cố An huyện vì sao mà gây rối thì chân tướng lúc đó sẽ rõ ràng ngay thôi. Chỉ sợ ta và các ngươi đều phải chịu liên lụy kìa. Chúng quan viên vừa nghe lập tức trên mặt biến sắc. Những tên quan này thì chả có ai là có cái mông sạch sẽ cả. Bẩm báo triều đình nói các tú tài Cố An gây rối, lý do này nói thông được hay sao? Các tú tài vì sao tập trung gây rối, dám dưới sự bảo vệ của quan binh tập kích thái giám trấn thủ, đánh chết đi và toàn bộ tùy tùng ngư? Vốn quan viên trên dưới Bá Châu nếu là số đông cùng nói một lời, việc này có thể lừa dối được. Nhưng thưa quan Hoa Ngọc Cố An còn sống, hơn nữa vượt cấp kiện lên cấp trên, điều trần đều đưa đến ngự sử đài rồi, chuyện này còn giấu giếm được hay sao? Nếu chẳng may triều đình truy tra xuống dưới thì sao đây? Trong phòng khách lập tức yên tĩnh, không khí ức chế kéo dài hồi lâu. Thôi quan Bá Châu Tôn Đình thật cẩn thận mà nói: Hơn nữa mục tú tài bị tứ u tăng sát hại tính mệnh cả nhà,
là Uy Quốc Công gia giải tội trần oan cho y. Y là quen biết với Quốc Công gia, lại có mối cái quan hệ này, chớ nói y là một tú tài nho nhỏ đảm đương không nổi trách nhiệm dân biến cố an. Cho dù là có thế, chỉ sợ cũng không dễ dàng đem tội danh này cắm vào trên đầu của y được đâu. Y lại quả thực trực tiếp dùng chữ cắm. Dù sao quan trong sảnh này là có một tính một, đều là tầng tầng kết kết quan hệ lợi hại. Xử lý như thế nào tốt vụ dân biến Bá Châu cho thỏa đáng, làm thế nào giải thích rõ ràng chuyện trấn thủ thế giám bị người ta đang sống mà đánh chết đi thành một bãi bùn lầy với triều đình, quan hệ tới lợi ích bản thân mỗi người, điểm mấu chốt này cũng không cần cố mà che giấu. Diệp sư gia trầm ngâm mà nói: "Chư vị đại nhân dường như không cần lo lắng như vậy đâu. Triều đình hiện giờ ai mà quản lý chứ? Cung điện thì có Lưu Công Công, Trương Công Công là người của Lưu Công, y bị loạn dân đánh chết rồi, triều đình phải phái người truy tra, 89/10 chính là người Lưu Công Công. Y sẽ tự bộc lộ tính xấu của mình ra sao, để cho Lưu Công Công không thoải mái hay sao? Hơn nữa, mặc dù người tới không phải là Lưu Công Công, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, một quan ở kinh thành như y đến nơi này có thể cho tra ra được cái gì đây? Đừng nói những dân chúng kia chưa chắc sẽ tin tưởng triều đình hướng tới triều đình cáo trạng. Cho dù là tố cáo rồi, chúng ta liên hệ tin tức, trợ giúp lẫn nhau, bất kể y tra ra cái gì, đều đừng hòng mà tìm ra chứng cứ rõ ràng được." Dù sao chúng ta ở đây kinh doanh nhiều năm, từ trên xuống dưới, các điểm mấu chốt, tất cả các quan viên gần như đều có thể nói là người đi theo chúng ta, phân chia từng chén canh một, ai ở đây mà không có việc gì chứ, triều đình cái gì cũng chả không ra được. Chỉ dựa vào lời khai của mấy tên điêu dân, có thể định tội cho ai được đây? Chỉ cần chúng ta chỉ nói người đó là bạo dân nhất đáng, cũng đủ để trị tội cho y được rồi. Lời y nói tự nhiên cũng không ai dám tin cả. Phan Chi Châu mặt dài ra vẻ lo lắng mà nói: Không, không đơn giản như vậy đâu. Đường đường là trấn thủ thái giám bị loạn dân đánh chết kìa. Chuyện này không cách nào mà dàn thép mồn thỏa nổi. Mặc kệ người tới có phải người của Lưu Công Công hay không, dù sao cũng phải giải thích với triều đình chứ. Nó là vì bạo dân chống nộp thuế đánh chết trấn thủ, vậy triều đình tất phải triệu tập đại quân càn quét Bá Châu rồi. Chứ mà lần càn quét này lại không phải là sân thắc mà là dân chúng kìa. Hơn nữa trong đó còn có tú tài bản xứ, còn có chư sinh và đại lượng phú thân. Nếu như bốn phía tiêu diệt biến Bá Châu tổn thương nặng nề, ta và các người còn có thể làm quan nơi đây được hay sao? Còn nếu như kích khởi dân chúng biến loạn quy mô lớn, ta và các người đều trở về mà chăn vịt đi thôi. Chế độ của triều đình phải thành con người con, thành vong nhân vong. Dám can đảm bỏ thành mà chạy, tất phán trảm sự tử. Nếu làm cho chiến tranh nổi lên bốn phía, dân biến, chúng ta sợ ngay cả mạng cũng không giữ được kìa. Phan Chi Châu u ám đưa tầm mắt nhìn qua nói: Đang ngồi tại đây không có người ngoài, chúng ta châu chấu cùng trên một sợi dây thừng, chạy không được, ta cũng nhảy nhót không đứt được đâu. Lão phu liền nói thẳng vậy, cho dù chúng ta muốn đem toàn bộ tội mà đổ lên đầu của dân chúng đi chăng nữa, có Dương Quốc Công và Hoa Tư Quan còn đó thì cũng không thể lừa dối được rồi. Nếu như nói không phải trách nhiệm của dân chúng, vậy là trách nhiệm của ai được đây? Dù sao cũng phải có người chịu tiếng xấu thay cho người khác kìa. Hơn nữa, người có tư cách chịu tiếng xấu thay cho người khác mới có thể bảo vệ mọi người chúng ta được. Xảy ra việc, những người làm quan suy nghĩ đầu tiên không phải làm thế nào mà điều tra rõ chân tướng, làm thế nào bình ổn sự tình, như thế nào trấn an quần chúng, mà là vội vã đi làm rõ trách nhiệm của ai, có cần bản thân chịu trách nhiệm hay không kìa. Làm thế nào để chối bỏ trách nhiệm của mình, để bản thân không liên quan, không chịu liên lụy. Đây vẫn là đạo lý từ xưa đến nay rồi. Phan Chi Châu vừa dứt lời, chúng quan lập tức ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt dần dần tập trung vào người của Kiều Chi Huyện, giống như pho tượng Phật. Toàn bộ các quan chức sau trái phải bên hắn đã lãnh đi một bước, dường như thân thể y có bệnh dịch vậy. Kiều Ngữ Thụ biết rằng hôm nay tới đây 89/10 là muốn bắt gã làm đệm lưng, cho nên sớm chuẩn bị một lý do thoái thác, chuẩn bị liều quả cá chết lưới rách, đem chuyện bê bối của người khác tung ra mà uy hiếp. Sự việc xảy ra dưới chứng của gã quản lý, tiếng xấu là gánh chắc rồi, nhưng cũng không thể để toàn bộ cho gã gánh được, đó là tội phải chặt đầu. Tuy nhiên trước khi đi, Hoa Thư Quan cho gã cái chủ ý. Kiều Ngữ Thụ càng nghĩ càng có đạo lý, giờ phút này đã tính trước kỹ càng. Gã thấy tương tự ngày xưa, vá lại các đồng liêu tươi cười đầy mặt, ai ai cũng là vẻ mặt cười gian. Ta muốn hãm hại người đấy. Rồi không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, bước dài đến phía trước, nghiêm nghị nói: Phan đại nhân,
tiếng dấu này ai đứng ra chịu, vẫn còn phải nói nữa sao? Ngay trước mặt có một ứng cử viên rất thích hợp mà, đại nhân ngài làm sao quên rồi ư? Phan Chi Châu mừng rỡ, vội vàng tiến lên, nắm lấy chặt tay Kiều Chi Huyện, lệ nóng lưng tròng mà nói: Ngữ tử huynh thật sự là hiệp sĩ can đảm, tấm lòng nhiệt huyết, người yên tâm, chỉ cần người gánh tiếng xấu này, người chính là đại ân nhân của trên dưới tất cả quan viên Bá Châu chúng ta. Cha mẹ, vợ con của ngươi, chúng ta sẽ coi như cha mẹ vợ con của mình vậy, mà đối xử tốt với bọn họ, chăm sóc cho bọn họ. Kiều Chi Huyện rút bàn tay mập mạp trở về một cách mạnh bạo, trợn mắt một cái, dùng giọng mũi mà nói: Dựa vào cái gì chứ? Chuyện Trưng Trung xảy ra dưới chúng ta quản lý, nhưng gã chết ở Tân Trang, vậy lại không nằm trong huyện của an ta rồi. Lại nói, vì sao phát sinh dân biến đây? Tính thế nào cũng không thể đem chuyện này cắm hết lên đầu của ta được. Tiếng xấu này sao lại để cho người khác gánh chứ? Trương Công Công phải gánh mới đúng kìa. Triều đình phải cha, ta phải đem tất cả sự việc không may đổ hết lên người của Trương Công Công. Trương Công Công bị chết, xác đều tán loạn, lộn xộn hết cả rồi, lại còn có thể lên công đường đối chất được nữa hay sao? Triều đình chả phải bất cứ lúc nào cũng đều phải khảo hạch chiến tích hay sao? Vậy thì tốt đấy. Tịch vụ án này, chuyện Trương Công Công giải quyết xong, việc bản thân chúng ta cũng toàn bộ mà đẩy cho gã. Sau này ai tới cha ta cũng không sợ. Hành động này vừa có thể lấy được lòng dân chúng, bình ổn dân oán trách, giành được chiếm được, quan thanh dân vọng. Có thể nói một công ba việc kìa. Các vị đại nhân làm sao lại không nghĩ ra được điều này chứ? Chúng quan viên tinh thần rung lên. Đúng rồi, những cái đuôi trước giờ vẫn đi theo Trương Trung, giờ thành thói quen đối với gã phục tùng và duy trì, làm sao đã quên Trương Công Công rồi? Gã tạo địa nghiệt, còn có những chuyện quan viên tham lam trái pháp luật, chính là nhân cơ hội này toàn bộ đổ cho hắn đi. Tiếng xấu lớn này nhắm một phần Trương Công Công mà che. Chà chà chà. Phan đại nhân hừ lạnh một tiếng, rồi gáo lức lạnh mà nói: Đừng vọng tưởng nữa đi. Cho dù chúng ta có cẩn thận không một chút phân tâm, việc này mà điều tra sâu, nhất định liên lụy tới Lưu Công Công ở trong kinh kìa. Chúng ta tố giác Trương Công Công sao? Đem chuyện này đều cắm vào người của gã sao? Lưu Công Công mà biết rồi thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Tấu chương của ta và các người vừa mới vào kinh thôi, liền sẽ bị chiếu ngục, cho chúng ta treo lên số 1 kìa, quy vào một tội. Quay lại nói, người mà bị nhốt vào nhà tù cầm y vệ thì ta vẫn cảm thấy treo cổ lúc này còn thoải mái hơn kìa. Chúng quan viên vừa nghe lập tức lạnh lửa phần. Con dối huyện lệnh Kiều Ngữ Thụ hôm nay lại phúc trí tâm linh, rất có kiến giải, lên tiếng nói: Chỉ Châu đại nhân, Lưu Công Công chúng ta đương nhiên đắc tội không nổi, thế nhưng người có người đắc tội được kìa. Hiện tại Bá Châu ai là quan lớn nhất? Là Uy Quốc Công. Hiện tại hôm nay ai dám cùng Lưu Công Công khiêu chiến đây? Là Uy Quốc Công. Ai chịu gánh lại có tư cách gánh cái oan đầu này đây? Vẫn là Uy Quốc Công. Không sai là có quyền tấu đấy. Chúng ta sẽ nói việc quá cấp bách, sự tình trọng đại, không người có thể đảm đương trọng trách như thế, đều tự trở về viết điều trần đi, đem những chuyện lộn xộn xấu xa này toàn bộ mà đổ lên người Trương Công Công, sau đó đưa tới chỗ của Uy Quốc Công kìa. Lưu Công Công tất nhiên tưởng Uy Quốc Công cố ý làm khó y, đâu còn có thời gian quan tâm cá bé tôm nhỏ như chúng ta nữa kìa. Diệp Sư Gia ánh mắt sáng lên, ghé sát vào lỗ tai của Phản Chi Châu, hắn nói: Đại nhân, kế này của Kiều Chi Huyện khả thi kìa. Đại nhân ngài âm thầm phái người mật báo cho Lưu Công Công, rồi nói quan viên Bá Châu chịu Uy Quốc Công bắt buộc, bị bắt tố giác hành vi phạm tội của Trương Trung. Cứ như vậy, mặc kệ là Uy Quốc Công hay là Lưu Công Công ai đắc thế, đại nhân ngài để mọi việc thuận lợi, sừng sững không ngã. Phan Mạch Ly nghe vậy cực kỳ vui mừng, hắn vui vẻ nói: Hay, liền theo kế sách của Kiều huyện lệnh, các ngươi trở về tự viết điều trần đi. Sáng sớm ngày mai bản quan đem lên cung mời Uy Quốc Công ra tiếp tục kê biên tài sản. Tất cả nghe tín hiệu của ta thì ra hiệu các ngươi cùng nhau tiến vào, thỉnh nguyện tố giác, kính hiến điều trần. Chúng quan nghe vậy đều tự vui sướng, liên tục không ngừng chắp tay đồng ý. Sau đó đều vội trở về, nghĩ lại những chuyện không có tính người kia trăm phương nghìn kế mà đổ lên người của Trương Trung, chuẩn bị nhân cơ hội thanh minh cho bản thân mình. Mắt thấy chúng quan viên sắp giải tán hết, Phan đại nhân vỗ vỗ bả vai núc ních thịt của Kiều Chi Huyện, cảm thán mà nói: Thật là đừng xa mới biết sức của ngựa, người ở lâu mới biết là lòng người kìa. Ngữ thụ huynh, một huyện của an nho nhỏ này thật là thiệt thòi cho đại tài của ngươi rồi.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.